tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với bản tánh thanh tịnh của tất cả pháp, khi học như thế thì đối với 10 đức Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng vân vân, cùng vô lượng vô số vô biên Phật pháp khác đều được thanh tịnh, chẳng rơi vào bậc thanh văn và độc giác. Đối với tâm hành sai biệt của các hữu tình đều có thể thông đạt đến chỗ rốt giáo phương tiện khéo léo, làm cho các hữu tình chứng bản tánh thanh tịnh của tất cả pháp này thiện hiện nên biết thí như trên đại địa có ít chỗ sanh ra vàng bạc châu báu nhiều chỗ sanh ra sỏi đá ngói gạch các loài hữu tình cũng giống như thế phần ít có khả năng học bát nhã ba la mật đa sâu xa phần nhiều học pháp của bậc thanh văn độc giác này thiện hiện nên biết thí như loài hữu tình thiểu số có khả năng tu nghiệp chuyển luân vương đa số phải chịu hành nghiệp các tiểu vương, các loài hữu tình cũng giống như thế, thiểu số có khả năng tu đạo trí nhất thiết trí, đa số phải chịu hành đạo thanh văn độc giác. Này thiện hiện nên biết các chúng Bồ Tát cầu hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, số ít chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, phần nhiều rơi vào bậc thanh văn và độc giác này thiện hiện nên biết các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa nếu chẳng xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nhất định có khả năng nhập vào bậc bất thối chuyển nếu xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nhất định đối với quả vị giác ngộ cao tột sẽ bị thối truyền. Cho nên Đại Bồ Tát muốn đắc bậc Bồ Tát bất thối truyền, muốn nhập hàng Bồ Tát bất thối truyền, nên siêng tu học phương tiện thiện xảo, bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát tu học phương tiện thiện xảo, bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng sang tham phá giới sân hận, giải đãi tán loạn ác tuệ chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng tham dục sân nhuế ngu si kiêu mạn chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng các tội lỗi khác, chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ sắc tướng, cũng chẳng phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng thọ tưởng hành thức, chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ nhãn xứ, cũng chẳng phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng nhĩ tĩ thể thân ý xứ.